sẵn sàng hợp tác với chính phủ Bảo Đại để khôi phục chủ quyền quốc gia, đồng thời chiến đấu bên cạnh Pháp để ngăn chặn hiểm họa Cộng sản. Để đối lại sự công nhận diệt minh của Trung Cộng và Nga Xô, Hoa Kỳ công nhận nền độc lập của Việt Nam và cử phó tổng thống qua Việt Nam là ông Richard Nixon. Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giúp Pháp vào năm 1952 với lý do hiện thời quân nhu đã hết. Hoa Kỳ giúp Pháp 3/4 chiến phí và 1 tỷ Mỹ Kim năm 1952. Bên cạnh đó, dưới áp lực của Hoa Kỳ, Pháp thỏa ước với Bảo Đại để phục hồi một nền độc lập thực sự công chính cho Việt Nam bằng cách giao thẩm quyền cai trị, các cơ quan hành chánh và thành lập quân đội quốc gia. Thái độ của hai nước Nga và Trung Cộng ở hội nghị Geneva đã cho người ta thấy rất rõ một sự thật đơn giản là trong liên hệ giữa các quốc gia, quyền lợi của mỗi quốc gia riêng lẻ luôn luôn được đặt lên trên, dù là giữa các quốc gia cộng sản cũng vậy, giữa những nước lớn và nước nhỏ, giữa những nước mạnh và nước yếu. Kinh nghiệm này đã không được những người cộng sản Việt Nam mà đại diện trong thời gian dài là Phạm Văn Đồng chú ý tới. Giữa những người Việt Nam không cộng sản và người Tàu, người Nga. Trong những năm sau đó, họ đã chọn người Tàu, người Nga, không để ý tới đồng bào ruột thịt. Họ đã cố tình vi phạm hiệp định mà họ đã chấp nhận ngay từ đầu. Về mặt người Pháp, tướng Catry rất tự hào về mặt phòng thủ ở Điện Biên Phủ. Ngoài những súng ống, pháo đài kiên cố, còn có một hệ thống hàng không vừa quanh tạc vừa tiếp tế cho quân đội. Trung Cộng vào năm 1954 mới làm chủ được Hoa Lục ít năm nên muốn củng cố vai trò quốc tế của mình. Đồng thời, vì nước này mất khoảng 1 triệu quân ở Cao Ly nên tìm cách ngăn chặn, không cho Hoa Kỳ có cớ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. Năm 1953, nhiều sư đoàn Cộng sản từ Lào tiến vào lòng chảo Điện Biên Phủ, trong đó có sư đoàn 316. Tư lệnh sư đoàn này là tướng Chu Văn Tấn. Ông Tấn là người có công khai sinh ra tiền thân quân đội nhân dân. Thủ lĩnh người Tây là tư lệnh quân khu Việt Bắc. Trong trận Điện Biên Phủ ngoài tướng Võ Nguyên Giáp, ông là người huy động quân ở Việt Bắc bổ sung quân lính và huy động một đoàn dân công lớn lao từ súng ống, đạn dược, thực phẩm, thuốc men. Những tiếp liệu này là do Trung Cộng viện trợ. Sau năm 1975, vào năm 1978, năm 1979, chiến tranh Trung Quốc và Việt Nam về biên giới bùng nổ. Ông bị vu cáo là thông đồng với Trung Quốc, bị bắt giam, tra tấn cho đến chết. Chỉ huy sư đoàn 312 là Trung tướng Trần Độ. Sư đoàn 312 là sư đoàn đánh vào trung tâm của lòng chảo Điện Biên Phủ. Là người đầu tiên tiến chiếm căn hầm của The Gateway cùng với tướng Chu Văn Tấn. Người có công hạng mã như thế mà về sau này ông bị áp bức và bị trù dập cho đến chết. Trung tướng Đặng Kim Giang. Ông là thành viên chính ủy mặt trận, cục trưởng cục hậu cần. Tất cả đạn dược, vũ khí, gạo, thực phẩm đều được tướng Đặng Kim Giang tiếp tế cho hơn 5 sư đoàn tấn công vào trận Điện Biên Phủ. Tướng Pháp đã coi nhẹ sự việc này và cho rằng với địa thế rừng núi bao la xung quanh Điện Biên Phủ, Cộng sản không thể nào đem những trọng pháo và tiếp liệu cho một đoàn quân như thế được. Nhưng tướng Đặng Kim Giang đã làm được việc này. Sau 4 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đặng Kim Giang bị vu cho vụ án chống đảng, bị bắt giam ở Tuyên Quang. Sau bị nhốt trong quả lò và chết trong một ngôi chùa nhỏ với một vài thân nhân, Đại tá Phạm Quế Dương là chính ủy sư đoàn Điện Biên, hiện nay bị bắt và bị vu cáo với tội danh làm gián điệp. Những sự kiện này đã nói lên sự vong ân bội nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chính những đảng viên trung kiên của họ. Những khai quốc công thần đã tạo nên đảng này. Trận chiến đã xảy ra thật ác liệt. Bộ đội Việt Minh xung phong nhiều đợt, bị tổn thất nặng nề và cuối cùng đã tràn ngập được bộ chỉ huy của tướng De Gatry. Trận Điện Biên Phủ chấm dứt sau 55 ngày. Tổng cộng về phía Pháp có 3.000 chết, hơn 8.000 bị thương. Về phía Việt Minh chết vào khoảng 12-15.000 và bị thương hơn 15.000. Trong lúc trận chiến đang ác liệt, Pháp có nhờ Mỹ giải cứu. Nhưng Tổng thống của Mỹ lúc bấy giờ là Eisenhower từ chối. Vì thế mối hận của nước Pháp với Mỹ còn dai dẳng cho đến bây giờ.
hai khúc quanh lớn của lịch sử có liên hệ chặt chẽ với nhau trong những quan hệ nhân quả. Năm 1954 là năm Hiệp định Geneva ký kết, chia lãnh thổ Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, mở đầu cho một cuộc di cư của non 1 triệu người từ Bắc vô Nam. Năm 1975 là năm miền Nam sụp đổ trước sự xâm lăng bằng võ lực của miền Bắc, mở đầu cho phong trào rời bỏ đất nước ra đi của hơn 2 triệu người Việt ngày nay sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Trong hoàn cảnh nào hội nghị Geneva đã được triệu tập một ngày sau khi người Pháp bị bại trận, ngày 8 tháng 5 năm 1954? Điều này không hoàn toàn đúng. Ngày 8 tháng 5 năm 1954 chỉ mở đầu cho giai đoạn thứ hai của một hội nghị Geneva lớn hơn, có mục tiêu là cả vùng Đông Á với chiến tranh Cao Ly là chính. Bắt đầu họp từ ngày 26 tháng 4 năm 1954. Trước đó, tất cả bắt nguồn từ hội nghị tứ cường Anh, Pháp, Mỹ, Nga để bàn về vấn đề Âu Châu. Trọng tâm là sự thống nhất của nước Đức vào đầu năm này. Hội nghị Geneva do Nga triệu tập và sau đó có mời Chu Ân Lai của Trung Cộng cũng do Nga đề nghị. Mục tiêu của Nga là tạo dịp để đồng minh Á Châu gián tiếp công nhận Trung Cộng, vì lúc đó Trung Cộng mới làm chủ được toàn Hoa Lục. Hoa Kỳ buổi đầu rất ngần ngại, nhưng sau những giải thích của Nga và những mặt cả qua lại, hội nghị đã được triệu tập với mỗi nước, mỗi chủ trương khác nhau và những mục tiêu khác nhau. Chủ yếu là sao cho có lợi quốc gia mình, đóng góp lớn nhất của Chu Ân Lai vào sự thành công của Pháp và Nga ở hội nghị Geneva là sự bay về Á Châu của ông để gặp và áp lực với Hồ Chí Minh, để ông này chấp nhận những gì đã được các nước này thỏa thuận. Việt Minh hay dùng danh xưng chính thức của chính phủ do Hồ Chí Minh làm chủ tịch là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì tỏ ra rất tự tin vào chiến thắng của mình, tự tin vào kinh nghiệm học được từ các nước cộng sản. Khác trong chiến thuật vừa đánh vừa đàm, rồi sau này là những xảo thuật vận động quần chúng một khi có tổng tuyển cử. Họ muốn dựa theo đà chiến thắng quân sự của mình để đòi một giải pháp chính trị trước và để những người Việt tự giải quyết riêng với nhau. Họ cũng đòi cho Cộng sản Lào và Cộng sản Khmer được công nhận. Nhưng trong suốt 25 năm trước đó, Cộng sản Việt Nam đã trung thành theo những chỉ thị đến từ Mạc Tuyên Khoa, thì ở Geneva họ đã không đi ra ngoài khuôn phép ấy. Cho nên Việt Minh không thoát khỏi hai bàn tay của Nga và Trung Cộng. Riêng quốc gia Việt Nam với cụ Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng thì tham gia với tư cách một chính phủ quốc gia độc lập trong liên hệ Pháp, bên cạnh các phái đoàn chính thức của Lào và Miên. Tuy nhiên, để củng cố thêm cho tính cách độc lập và uy thế của mình trong thời gian này, phía quốc gia sau một thời gian dài tranh đấu và đòi hỏi đã đạt được hai thỏa ước mới và riêng rẽ do hai thủ tướng Pháp và Vũ Lộc ký kết vào ngày 4 tháng 6 năm 1954. Về nền độc lập của Việt Nam và sự liên kết giữa hai nước, hai thỏa ước này đã bổ khuyết và kiện toàn nền độc lập của Việt Nam trước đó đã được công nhận bằng hiệp định Élysée giữa cụ Hoàng Bảo Đại. Khi phái đoàn này được mời tham dự hội nghị, thì qua sự đòi hỏi của Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định, sự hiện diện của phái đoàn này phải được coi là không có nghĩa là Việt Minh được công nhận. Lập trường của Bảo Đại và của phái đoàn quốc gia Việt Nam đã gây rất nhiều khó khăn cho người Pháp, và người Pháp đã đi đến với phái đoàn Nga và Trung Cộng. Với những chủ trương rõ rệt kể trên, các phái đoàn Nga và Trung Cộng đã đóng những vai trò chủ động và tích cực trong những khóa họp khoáng đại. Cuộc di cư vĩ đại sau Hiệp định Geneva năm 1954 của gần 1 triệu đồng bào miền Bắc chạy trốn chế độ độc đảng tàn ác của Cộng sản để tìm vào miền Nam tự do. Cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn vừa dụ dỗ, cưỡng ép vừa đàn áp đẫm máu để ngăn cản đồng bào bỏ đi. Cả thế giới đã ngạc nhiên trước sự ra đi của một khối người quá đông.